Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình carbon Sportman Phantom. Đây là một mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng em. Một mẫu địa hình carbon các bác nhé. Với mức giá là rất tốt. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và hôm nay là chiếc xe Phantom màu đỏ đen. Em đánh giá chiếc xe này hình thức trên 95%. Những vân carbon như da rắn ở trên khung xe Sportman Phantom. Trước đây em có review về những chiếc xe Phantom màu xanh dương và màu xanh lá cây. Và hôm nay màu đỏ đen này. Vẫn là dây âm sườn cao cấp. Và trên khung xe có ghi năm sản xuất của thương hiệu này, 1974. Đây là một thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Dòng địa hình carbon mang thương hiệu của Mỹ Phantom. Cọc yên nhôm. Yên rất là mới các bác nhé. Đây là những vân carbon ở trên khung xe, các bác thể nhìn rõ đây. Màu rất là thể thao, màu đỏ đen. Đây là một mẫu địa hình carbon bán chạy nhất tại cửa hàng em. Xe rất tốt. Sử dụng cấu hình của Shimano Alivio. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa của Shimano Alivio. Nước sơn còn rất sáng và bóng. Vâng, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là lốp. Lốp rất mới. Mayer của Shimano nguyên bản theo xe. Thông số lốp là 26 × 1,95. Cái xe phù hợp các bác đi những địa hình xấu và đổ đồi leo núi, có thể chọn chiếc xe này. Đây, xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này là bên lip 8 tầng. Bên đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ. Chuông. Tay nắm nguyên bản theo xe. Phanh đĩa dầu thủy lực. Phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Dây âm sườn cao cấp toàn bộ luôn đến tận đây. Đây là hình thức lốp sau. Rất là mới. Chiếc xe rất ít đi. Dòng xe đi lướt. Đây là phanh sau của xe. Đĩa phanh cũng của Shimano các bác nhé. Đùi đĩa sau.
Xe được trang bị 8 tầng liếp của Shimano, liếp đen. Xích và liếp thì rất là mới đây. Bộ đùi đĩa của Shimano 3 tầng. Giờ xe đo chiều cao xay đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao xay đứng là 45. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa trên xe này. Giờ test chuyển động. Máy ở sau của Shimano các bác nhé. Tất cả đều nguyên bản theo xe. Bộ lip của Shimano 8 tầng. Lên lip. Chủ đề của Shimano Alidio. Đúng lip. Xuống đĩa. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa của Shimano Alidio. Đồng chuyển động rất là tốt. Một mẫu địa hình full carbon. Full carbon. Phantom Sportman. Màu đỏ đen. Phiên bản 1974. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Sportman Phantom, một chiếc xe carbon địa hình mang thương hiệu của Mỹ. Và chiếc xe đang có giá cực tốt tại cửa hàng em là 7.9 triệu. Miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.